Một chiếc xe được mệnh danh là ông vua đô thị đây nha quý chị nhé. Một chiếc Ford EcoSport gầm cao 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị 1.5 bản Titanium phiên bản tự động 7 túi khí an toàn cho anh em nhà mình đây ạ. Đấy, các bác nhá. Em nó được mệnh danh là ông vua đô thị, màu trắng ngọc xinh đẹp, zin đét cho anh em nhà mình luôn, bao trách thoải mái cho anh em nhà mình con xe này. Các bác nhá. Một chiếc xe đến từ nhà sản xuất của Ford. Đây là một chiếc Ford EcoSport. Các bác chỉ cần nhìn kiểu dáng, nhìn phong cách, nhìn tất cả những khe kẽ của nó là các bác có thể thấy được, đúng không ạ? Là form dáng của nó còn nguyên. Xe cực kỳ đẹp cho anh em nhà mình. Xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ. Lốp treo đèn cột đầy đủ đưa cho anh em nhà mình. Đây ạ, lốp treo. Đây. Coi như lốp treo đầy đủ đây cho anh em mình luôn. Khóa mở cửa nút một chạm trên cánh cửa, kể cả phần cốp phía sau này các bác cũng mở bằng khóa một chạm. Đấy, có trang bị cảm biến lùi đầy đủ cho anh em nhà mình luôn rồi. Màu trắng đẹp đây nhá quý chị nhá. Giá của chiếc xe này bây giờ chỉ còn hơn 400 một chút thôi. Hơn 400 một chút thôi ạ. Là quý cô bác, quý anh chị mình dính nó về rồi đây các nhá. Đấy. Bác nào đang quan tâm, alo trực tiếp ngay cho em công để được tư vấn hỗ trợ các bác nhá. Xi nhan tích hợp trên gương. Khóa mở cửa nút một chạm trên cánh cửa. Gương kính zin nguyên bản theo xe. Đời 2016. Đời 2016. Đây ạ. Tất cả từ những cái phần táp ly này thì em cũng vẫn chia sẻ với anh em nhà mình rằng là những cái hạt nhựa này đặc trưng rất là riêng của những cái dòng Ford này coi nhé. Những dòng Ford này đặc trưng rất là riêng. Và những cái kệ tì tay này các bác nhìn chưa? Kệ tì tay này vẫn bọc da zin xịn nguyên bản, hay là những cái nút bấm này vẫn còn zin hết. Đấy, coi nhá. Vẫn còn zin hết luôn cho anh em nhà mình luôn. Đây ạ. Đấy, đây nữa đây cho anh em nhà mình cùng xem. Vô lăng tích hợp phím bấm, kết hợp giờ có rảnh tay nghe gọi đầy đủ đây. Rảnh tay nghe gọi đầy đủ nha quý chị nhá. Và bên trong này có trang bị điều hòa tự động đầy đủ cho anh em nhà mình. Màn hình giải trí đa phương tiện, cửa sổ trời. Đây ạ, cửa sổ trời. Đấy, coi nhá. Rồi gương điện chống lóa trong xe đầy đủ cho anh em nhà mình luôn. Đấy, gương điện chống lóa. Ghế da zin xịn nguyên bản theo xe. Và túi khí tích hợp cả trên hông ghế đây nhá quý chị nhá. Trên hông ghế này, bu lông ốp vít này còn rất đẹp, mới đẹp luôn đúng không ạ? Đây nữa, cho các bác anh chị em mình cùng xem. Táp ly đây ạ, nét đặc trưng riêng. Tất cả các cánh luôn đều như vậy các bác nhá. À, đều như vậy luôn. Lót sàn chỉ thêu 3D cộng thảm rối đầy đủ. Trần nỉ zin nguyên bản theo xe. Ghế cũng là ghế da zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu cho anh em nhà mình luôn. Lốp thì đương nhiên rồi. Đây ạ, em nó đang có một bộ lốp mới. Một bộ lốp mới nha quý chị nhá. Phía sau này thì trong này nó có một cái lốp dự phòng. Một cái lốp dự phòng. Và mở cốp phía sau là cũng bằng một chạm đây coi nhá. Ấn vào phát là nó sẽ nhảy ra cốp điện hoàn toàn luôn cho anh em nhà mình. Đây ạ. Đấy. Logo của Ford. Logo của Ford này. Và có nhiều bác không hiểu tại sao rằng cái bản lề này logo nó lại lắp ngược. Logo nó ngược. Nhưng thực ra nó là đúng đấy. Đúng nguyên bản này. Đúng nguyên bản luôn đây, có nhìn chữ Ford quay xuống dưới này. Đúng nguyên bản luôn nhá quý chị nhá. Nó thế nó mới mở cửa ra phía đằng này được. Đúng không ạ? Trên đây thì là một cái giá để đồ. Giá để mũ nón ô dù, đúng không ạ? Rồi tất cả đây coi nhìn này, ốc đinh tán của nhà xuất. Cốp sau thì rộng rồi. Đúng không ạ? Rộng luôn rồi. Đấy. Phía bên dưới này thì nó có đồ trong này, rồi kích kiếp các thứ ở đây. Dưới này hết có nhá. Rộng rãi đẹp cho anh em nhà mình luôn. Đấy. Và tất cả những con eco ví dụ như là nắp capo hay là nắp cốp đít như thế này thì đều không có chỉ ở phía sau này. Các bác đừng hiểu nhầm nhá. Đừng hiểu nhầm và là con này mà mất chỉ rồi, đúng không ạ? Thậm chí là thợ không va nhiều vào dòng này, đi kiểm tra xe cứ bảo con này nó bị làm sao mất chỉ, nó chỉ có chỉ cánh thôi. Capo và nắp cốp đít không có chỉ. Không có chỉ nhá, quá nhá. Đấy, đây ạ, có nhìn chưa? Đấy, nó đẹp như thế cơ mà. Đẹp như vậy cơ mà. Đây nữa này. Sao đây cho anh em nhà mình cùng xem. Được chưa? Sao đây nữa cho anh em nhà mình cùng xem đây. Những hạt nhựa này. Theo xe. Có nhá. Đấy, zin đét luôn kể cả từ những cái khe kẽ bên dưới này, coi nhìn này. Đấy. Nó vuông vắn nó đẹp như thế này cơ mà. Táp ly táp lô thì đẹp đúng không ạ? Túi khí đây. Đấy. Túi khí trên hông đây. Túi khí trên các cột đây. Đấy, rồi cả túi khí ở dưới này. Đó, bảo vệ cái phần bên dưới, đúng không ạ? Nó ra thế. Ở dưới hàng họ cho anh em. Con này thì đây cho anh em nhà mình cùng xem. Bên bên trong này.
trong khoang động cơ đây. Đây ạ. Khoang động cơ của em nó đây. Các bạn nhìn nhá. Bên trong này tất cả những cái ốp và chống nóng này, cách nhiệt này, nó vẫn còn nguyên bọc như kiểu bọc thiếc đây, các bạn nhìn chưa? Nguyên hết. Cụm phanh ABS đây, quá đẹp luôn, nước làm mát là nước màu. Các bạn nhá, làm nước màu hết rồi. Đấy, đây, máy móc của em nó đây. Động cơ trang bị 1.5, máy số thì đương nhiên rồi, cam kết cho anh em nhà mình nó phải là máy số zin. Các bạn nhá. Máy số zin. Xe đẹp cho anh em nhà mình luôn. Đấy, đây ạ, răng này. Đấy, hai bên tai này. Các bạn nhìn chưa? Ốc cabo này. Đây ạ, chưa hề có một nút vặn nào luôn. Đấy, hay là nắp cabo này coi nhá, không có chỉ. Không có chỉ. Nên là anh em mình đừng nhầm lẫn nhá, cái loại này mà có chỉ là tự nhiên là chạy chỉ vào là nó buồn cười lắm, đúng không ạ? Không có chỉ. Nguyên bản theo xe từ đầu luôn. Đấy, ốc cabo này zin chưa mở. Chụp cực bình cũng vậy. Còn nguyên. Ác quy thì cày nhẹ cái nổ rồi nha quý chị nhá. Động cơ 1.5 thì những cái dòng này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 lít, hơn 6 lít một chút xíu thôi. Trên 100 km đường hỗn hợp cho cái mẫu xe này. Quý chị nào đang quan tâm có thể liên hệ ngay cho em Công qua số điện thoại 0984 883 980. Số điện thoại thì em sẽ viết trên phần comment của bài nha quý chị nha. Và bác nào chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý chị em nhà mình hãy vào bấm thích trang, bật thông báo trang lên để không bỏ lỡ những video mới nhất của các bạn nhé. Cảm ơn anh chị nhà mình đã luôn đồng hành và ủng hộ em Công. Hẹn gặp lại quý anh chị em mình vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.